Vâng, chào mừng các bạn anh em đã quay trở lại với kênh YouTube nhé, Hòa Long Âm Thanh Số. Cảm ơn các bạn anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng em trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay là một buổi chiều ngày 2 tháng 2 năm 2020. Vâng, như vậy chúng ta bước sang năm mới được 2 hôm rồi. Hôm nay thì anh em chúng em đang sắp hàng chuẩn bị gửi cho anh Đỡ ở Khánh Hòa đây, một quả súp B3 340. Đây là ngoài những cái đơn hàng các bác anh em đến tận nơi mua sắm cho mình và gia đình, thì bọn em còn có những cái đơn hàng gửi đi xa cho các bác anh em mọi miền tổ quốc nữa. Các bác anh em lưu ý là tất cả những hàng chúng em sẽ gửi qua bưu điện Viettel, và người ta sẽ có trách nhiệm là gửi về tận nơi cho các bác anh em, và sau đó thì các bác anh em nhận hàng và thanh toán nốt. Có người thì đặt cọc trước, có người thì chuyển khoản trước, có người thì sẽ nhận hàng thanh toán hết. Ví dụ như trường hợp này của anh Hữu Thắng chẳng hạn đó, KM8FX. Đơn này của anh nào nhỉ? Anh Hương Quang ở Nghệ An, Subot và một chiếc mic dây nữa. Đây là đơn của anh Hương Quang, của anh Bền. Đèn của anh Bền. Không đó chắc là anh em nó đóng thiếu thì bây giờ bọn em sẽ gửi đèn cho anh Bền đây. Dây Canon của anh Tuấn. Chắc là anh Tuấn phải mua thêm dây Canon. Tiếp theo là anh Tuấn ở Bình Định nữa, một mic 500.000 này. Đây là của chú Sơn ở Phú Thọ, một chiếc Subot 1200. Giá 2 triệu 3 các bạn anh em nhé. Subot. Không biết là dưới này của ai nhỉ? Đây, quả này là quả loa AR của bác nào nhỉ? AR của bác nào đây? À đây, loa AR của anh Trần Thạch Tâm ở Phú Thọ đây, loa AR. Giá 2 triệu rưỡi thôi, một đô la AR 325. Bác đánh rất là chắc lực. Anh Trần Quang, Trần Quyết Phúc ở Hà Nam, một số 4. Vâng, số 4. Quả này là quả nào nhỉ? Đây rồi. Đây là của anh Huỳnh Ngọc Tuấn ở An Giang. Rồi, anh Huỳnh Ngọc Tuấn ở An Giang. Anh đặt cọc trước cho em 1 triệu. Bây giờ cái súp B340 đây đang chờ đóng thì gửi cho anh đây. B340, các bạn anh em này. Cái căng bằng vải, bát mặt, lỗ thông hơi mặt, nhìn rất đẹp và sang trọng. Mình sẽ cầm hầm hố, phiên bản này có thể đánh được cả điện cả hơi các bạn anh em nhé. Chơi được cả hai chế độ luôn. Sơn đen sần, có cái chân nó hơi rộng hơn so với cái nóc của nó, và nó đương nhiên nó phần trang trí cho cái quả súp này cũng phần vững chãi hơn. Còn đơn này của ai nhỉ? Anh Nguyễn Danh Tài, Gia Lai. Rồi, cảm ơn anh Tài nhé. Cũng một đôi nó AR nữa, AR và một chiếc mic có dây. Và hôm nay thì đơn bưu điện của em sơ sơ như vậy, còn một quả dưới này thì không biết của ai, chắc em phải lật lên mới biết được. Lệnh ở dưới đây. Đây rồi, của anh Vũ Công Uẩn ở Ninh Bình, Subot A1200, 2 triệu 3. Vâng, các bác anh em vào nhận hàng và nhớ cho em một cái like nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất bên em nhé. Hoặc là một thanh số địa chỉ ở 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, ngay đối diện bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Các bác anh em quanh vực Hà Nội thì có thể đến bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bọn em sẽ ra đón nhé. Wow, con xe này đẹp quá. Anh em cố gắng phấn đấu, chúng ta mỗi người mua một cái con xe này nhé. Để đưa người yêu bạn gái đi chơi. Trời nắng giáo, chúng ta bật cúp mui xuống và đi hóng mát phố phường thì còn gì bằng, không ạ? Em đùa vậy thôi, chứ như bán âm thanh như chúng em thì muôn đời không bao giờ mua được cái xe này. Cảm ơn các bác anh em đã quan tâm theo dõi, và xin chào, hẹn gặp lại các bác anh em ở những video clip tiếp theo nhé.